Có một sự thật là khi thực sự phải nằm trên giường bệnh, tất cả đều sợ bạn và chính bạn cũng sợ bản thân mình. Người sợ bạn mượn tiền, người thân sợ không đủ tiền cho bạn trị bệnh, mệt mỏi vì gánh nặng tài chính, vì chi phí y tế, vì chi phí nằm viện, vì thuốc men và tất cả mọi thứ. Sợ mình, còn bạn thì sợ mình không qua khỏi, sợ con cái bơ vơ, sợ mình từ cái máy in tiền biến thành cái máy đốt tiền. Khi đó bạn nhận ra sự chủ quan của bản thân trước đó không coi trọng bảo hiểm, thật đáng tiếc. Bảo hiểm không lừa một ai, chỉ là bạn đã tự lừa bản thân mình rằng mình còn trẻ, còn khỏe, mình còn nhiều thời gian làm việc và mình không cần bảo hiểm. Rủi ro sẽ không xảy đến với mình. Khi đó, bạn mới hiểu thực sự bạn giá trị bao nhiêu tiền.